Trên tay tôi là một sản phẩm gốm sứ Bát Tràng và hiện tại tôi đang có mặt tại không gian làng gốm Bát Tràng. Ngày hôm nay chúng tôi có mời đến đây thầy Khởi Tuệ là chuyên gia về nghiên cứu về văn hóa của người Việt và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu văn hóa của người Việt thông qua một bộ đồ ăn gốm sứ Bát Tràng. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày của người Việt Nam của chúng ta từ rất nhiều đời, từ ông cha ta cũng đã thấy rằng là gì ạ? Từng có một câu là gì ạ? Nhà sạch thì mát mà bát sạch thì ngon cơm. Kính thưa quý vị, họa tiết ở đây khi mà nghệ nhân Bát Tràng đã vẽ lên trên chiếc bát này là rất là thân thương đối với cuộc sống. Hình ảnh của chúng ta hàng ngày là có bát cơm và văn hóa của người Việt là gồm có là cơm, canh và cá hoặc là cà. Nó rất là đạm bạc thôi, nhưng kính thưa quý vị, hàng ngày chúng ta sẽ có những bữa cơm đầm ấm bên gia đình. Và bên cạnh đó, cái bát là nó thể hiện cho một cái sự tròn đầy, một cái sự ấm no hạnh phúc. Cho nên người ta thường nói là bát cơm là thường phải sới đầy. Và hôm nay chúng ta quay trở về với làng Bát Tràng với một cái bộ bát ăn hàng ngày cao cấp, với một cái biểu tượng đầy văn hóa của người Việt Nam. Như quý vị nhìn thấy đây, chúng ta thấy là gì ạ? Trên chiếc bát này với một cái màu men, trong tôi sẽ hỏi sâu hơn nghệ nhân cũng như là người làm ra cái bát này là tại sao lại có cái màu men nó đẹp như thế này và để làm thế nào nó có được cái màu men gọi là cái men kem, đúng không ạ? Nhưng tôi sẽ chia sẻ sâu về cái hình ảnh biểu tượng. Việt Nam của chúng ta có biểu tượng là cây tre, những biểu tượng là những loài hoa tứ quý, những biểu tượng là tứ linh vân vân. Nhưng trên cái bát ăn của chúng ta có biểu tượng ở đây, đó chính là một cái bộ biểu tượng là trúc và chuồn. Như quý vị thấy, đây là biểu tượng hình ảnh rất là bình an. Cái con chuồn chuồn á, nó thường báo hiệu cho thời tiết. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Nhưng với cái loài chuồn chuồn này á, là chuồn chuồn kim, dáng rất là thanh thanh. Nhưng khi mà cái cây trúc nó bình yên ý, thì cái con chim chuồn chuồn này nó mới cứ đậu được vào cái cành trúc. Vì thế cành trúc la đà trên mặt nước ấy mà đậu được cái loài chim này, một loài chuồn chuồn như thế này, đó chính là tạo lên sự bình an. Sự bình an cho cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam của chúng ta để mang đến. Cho nên cái bộ ở đây đó là trúc và chuồn để mang lại sự bình an, ấm no và hạnh phúc cho cuộc sống của mỗi gia đình. Và đặc biệt là trong cái mâm cơm của người Việt, từ cái đĩa nhỏ cho đến cái bát nhỏ, cho đến những cái âu đựng bát canh, thì nó cũng thể hiện được một cái tâm linh của người Việt là luôn luôn nhớ đến đầy đủ. Ví dụ như cái bát to thì thể hiện cho người cha gánh vác cuộc sống gia đình. Ví dụ như cái đĩa to cũng thể hiện cho vai trò của người mẹ là bao bọc, bao dung. Rồi những cái đĩa nhỡ thể hiện cho những người chị trong cả trong gia đình. Rồi những cái bát nhỡ vừa thì lại thể hiện cho những người con trai trong gia đình. Và những cái bát nhỏ này chính là thể hiện cho những người con. Vì thế cho nên trong một cái mâm cơm của người Việt ý, là có đầy đủ những cái âu to, đĩa lớn, những bát nhỏ, những bát vừa để thể hiện một sự tròn đầy viên mãn, hạnh phúc và ấm no trong gia đình. Và tôi cũng xin hỏi thêm chỗ phía nghệ nhân và đại diện cho gốm Phúc Thành là xin được hỏi rằng là anh có thể kiểm tra xem là với cái men như thế này thì làm thế nào để ra được cái chất men nó đẹp như thế này được không ạ? Dạ vâng. Trước tiên là tôi rất là cảm ơn thầy. Nhờ thông qua cái sự nghiên cứu của thầy mà một cái biểu tượng rất là tưởng chừng như rất giản dị nhưng lại mang, lại chứa đựng rất là nhiều cái ý nghĩa văn hóa của người Việt được gửi gắm thông qua những cái sản phẩm gốm sứ. Thì nói thêm về cái bộ đồ ăn này thì thoạt nhìn thì chúng ta có thể thấy là nó được hoàn thiện ở một cái nước men rất là sáng, bóng và mang một cái tông màu nó đồng nhất với cả những cái họa tiết trang trí. Thì tôi có thể chia sẻ thêm với các bạn là để ra được cái nước men này, để ra được cái sự bóng sâu, độ hoàn thiện, nó gần như là mang đến một cái ấn tượng rất là lớn đối với mỗi ánh nhìn của khán giả. Thì cái nước men này được hoàn thiện ở một nhiệt độ rất là cao, gần 1.300 độ. Nguyên liệu ở trong cái bài men này nó là chủ yếu là trường thạch, nó đã được tôi luyện qua một cái nhiệt độ và một quá trình nung như thế, nó sẽ cho ra một cái nước men là bóng, nhìn các bạn nhìn vào là như là một lớp kính. Đấy, cái thứ hai là các bạn có thể kiểm tra qua về cái âm thanh
của những cái dòng sứ này mang lại. Chỉ những cái dòng sứ có cái độ đanh chắc thì mới cho chúng ta những cái tiếng, cái âm thanh nó đanh như thế này, nó rất là thanh, thì nói ra lên cái độ hoàn thiện của sản phẩm nó được tôi luyện đủ giờ, chăm chút, được vẽ tay rồi là được trang trí hoàn thiện như thế này, chúng ta mới có một cái bộ sản phẩm gốm sứ Bát Tràng khá là hoàn hảo. Từ cái câu nói cơm lành canh ngọt đấy, thầy có thể chia sẻ thêm về cái văn hóa, về cái cách giữ lửa trong mỗi gia đình người Việt được không ạ? Kính thưa quý vị, như chúng ta sẽ thấy là mỗi một quốc gia trên thế giới đều có một cái văn hóa gia đình khác nhau. Ví dụ như chúng ta sang phương Tây thì người phương Tây họ thường đi ăn những cái quán rất là sang trọng và có một sự phục vụ chuyên nghiệp. Rồi những gia đình ở bên các quốc gia như Hồng Kông, những quốc gia Đài Loan, họ phát triển về kinh tế nhưng họ chỉ có ăn những đồ ăn nhanh thôi. Và cái mong muốn mà ăn một bữa cơm gia đình được ấm no đầy đủ ấy, và một cái câu nói của anh Đa Đạt vừa rồi cũng mang lại một cái văn hóa của người Việt. Văn hóa của người Việt là văn hóa gia đình, là cái văn hóa mà trong một bữa cơm, trong một ngày, ít nhất là gia đình sẽ phải hội tụ vào một cái bữa tối để nó mang lại sự đoàn kết, điền viên và nó mang lại sự hạnh phúc trong gia đình. Và cái câu nói ở đây cũng thể hiện rất là rõ là gì ạ? Vai trò của người vợ. Người vợ trong gia đình là phải biết là gì ạ? Chăm no cho gia đình, cho người chồng, người con của mình. Và điều đó nó thể hiện vào công việc là cơm có ngon, canh có ngọt, lời nói có ngọt tai hay không và gia đình hạnh phúc hay không là phụ thuộc 90% vào các chị và các người vợ. Đó, vì vậy là cái món ăn có ngon hay là món ăn nó không ngon nhưng mà được nấu bởi tay của người mẹ, của người vợ trong gia đình và trong một cái bữa tối hoặc là bữa trưa của gia đình ấy đều đầy đủ các thành viên. Cho nên cái bữa ăn á, nó đầy đủ giống như tôi đã nói ngay từ lúc đầu là từ cái bát to cũng thể hiện vai trò của cha và mẹ, từ cái đĩa nhỏ cũng thể hiện vai trò của người con. Vì thế, cái mâm cơm trong gia đình của người Việt nó mang lại sự ấm no và hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta cần có một bộ đồ ăn, nhưng nó không chỉ ý nghĩa về vật chất, chỉ là để đựng đồ, mà nó còn mang một cái ý nghĩa tinh thần rất là lớn, đó là gia đình là một tế bào của xã hội. Vì thế cho nên Việt Nam của chúng ta, văn hóa gia đình là cái văn hóa nền tảng và chúng ta đang duy trì được rất là tốt. Cho nên tại sao đến với những nhà hàng mà người Việt Nam của chúng ta rất muốn quay trở về nhà mình thật là sớm, chứ cũng có những cái câu rất là hay đúng không ạ? Đi là để trở về và mệt mỏi thì hãy quay về nhà đúng không ạ? Thất bại cũng nên quay về nhà. Các bạn trẻ hiện nay đều thấy là mâm cơm trong gia đình là nhớ về cha mẹ. Và từ cái mâm cơm, từ cái bát, cái đĩa, cái âu đựng bát canh nó cũng thể hiện vai trò của gia đình. Và đó là một sự giáo dục cho người Việt. Và tôi mong rằng các bạn trẻ hiện nay hãy nhớ rằng chúng ta dù có đi ngoại giao hay ăn uống bên ngoài nhưng ít nhất cũng phải có một bữa cơm bên gia đình. Và tôi cũng đang giữ một cái nếp sống như đó và tôi cũng có sắm một cái bộ bát ăn uống của Bát Tràng để mang về, cũng như là thấy rằng một cái tinh thần khi tôi đãi khách, tiếp khách thì cũng có một sự truyền thông và truyền đạt là nhờ bộ bát đĩa này, nhờ bữa cơm này nó nói sự đoàn viên. Cho nên tôi rất ít khi ăn ở nhà hàng. Kính thưa quý vị, đây là một điều văn hóa tuyệt vời của người Việt, hãy giữ gìn nó. Vâng, thưa quý vị, là như tôi vừa nói là một cái mâm cơm trong gia đình ấy, nó hội tụ rất nhiều thứ về tinh thần và vật chất, và cũng thông qua cái bộ đồ ăn của gốm Phúc Thành ở Bát Tràng thì tôi cũng xin hỏi lại anh rằng là theo anh thì cái người nghệ nhân họ làm ra cái bộ ăn gốm bát đũa như thế này ấy, thì là cái tâm nguyện lớn nhất của người nghệ nhân truyền đạt vào đây là gì? Người Việt thì có câu là phú quý sinh lễ nghĩa, thì một bộ đồ ăn gia đình nó cũng là một cái cách khi một cái cách để người phụ nữ, một người con trong gia đình thể hiện cái sự chăm chút, chu đáo cho một cái bữa cơm, một cái nét văn hóa của gia đình người Việt. Phú quý sinh lễ nghĩa là vì sao? Chúng ta bây giờ ăn không chỉ là bằng thông qua vị giác, qua thính giác mà phải còn qua thị giác. Một bữa cơm có được chuẩn bị chu đáo hay không thể hiện qua cái bộ đồ ăn được chọn lựa kỹ càng, được trang trí và để cho mỗi một thành viên trong gia đình nhìn vào cái bộ đồ ăn đấy, chúng ta cảm thấy là có một cái sự chu đáo nhất định được sửa soạn ở đây. Thì
đối với những người nghệ nhân như chúng tôi thì cũng muốn là truyền đạt cái thông điệp đấy đến với mỗi gia đình người Việt. Tại sao chúng ta bỏ hàng chục triệu mua những cái món đồ đắt tiền mà chúng ta lại chưa bỏ một chút chi phí để mua, để sắm cho gia đình chúng ta một bộ đồ ăn hoàn thiện và đảm bảo sức khỏe, có chất lượng cao như là một bộ đồ ăn của Bát Tràng chẳng hạn. Đấy. Đó cũng là cái thông điệp mà những người nghệ nhân chúng tôi muốn thông qua những cái sản phẩm gốm sứ truyền đạt đến quý khách hàng. Thưa quý vị, khi về với gốm sứ Phúc Thành tại làng Bát Tràng, và đặc biệt ngày hôm nay với một cái chủ đề đó là bữa cơm gia đình, và có một mâm cơm đầy đủ khi mà có gì ạ, có bát, có âu, có đĩa. Và thưa anh có thể chia sẻ cho tôi biết rằng là để có đủ được một mâm cơm cho gia đình, tôi rất là muốn sẽ mua một cái bộ của gốm sứ Phúc Thành mang về gia đình trong hôm nay. Anh có thể chia sẻ rằng là một cái mâm cơm đầy đủ thì bên gốm sứ Phúc Thành thì có bao nhiêu cái món trong cái mâm cơm bằng gốm này được không ạ? Vâng, như các bạn có thể thấy trước mặt chúng ta là một bàn ăn có thể là dùng cho 6 đến 10 người. Thì đối với một bộ bàn ăn cơ bản thì chúng ta không thể thiếu là một chiếc bát cơm này, một chiếc thìa sứ này, và để cho không gian bàn ăn thêm trang trọng thì chúng tôi có thiết kế một chiếc đĩa kê bát. Cái chiếc đĩa này thì có thể dùng để trong quá trình ăn uống những cái đồ của riêng mình, có thể để gắp riêng ra cái đĩa này. Cái thìa sứ này cũng là một cái tiêu chuẩn khá đặc biệt. Vì sao tất cả khách sạn 5 sao người ta đều dùng thìa sứ mà không dùng thìa inox? Vì thìa sứ được nung ở nhiệt độ gần 1.300 độ, và ở cái nhiệt độ đấy thì không còn bất cứ một cái kim loại nặng nào ở trong nguyên liệu nữa. Nó tuyệt đối an toàn cho sức khỏe. Vì sao là thìa sứ được chọn dùng ở trong bàn tiệc của khách sạn 5 sao là vì như vậy. Đấy. Tiếp đến là chúng ta có thể dùng những chiếc đĩa nhỏ. Chiếc đĩa nhỏ như thế này thì có thể trên bàn ăn là dành cho những cái đĩa rau. Đây các bạn có thể thấy rất là vừa phải, kích thước khoảng phi 16. Đó. Và để có thể dùng một chiếc bát thuyền như thế này đối với những cái món salad, món trộn. Đấy, đảm bảo là những cái sốt của chúng ta khi mà chúng ta trộn rau nó không bị vương vãi ra bàn ăn. Đấy. Đối với gia đình người Việt thì mâm cơm không thể thiếu những cái món truyền thống như là món gà chẳng hạn. Một chiếc đĩa bầu dục như thế này là vừa vặn để bày, quý vị có thể chặt một nửa con gà. Mỗi mâm là thường là sẽ có một nửa con gà. Cái thứ hai là những cái chiếc bát tô lớn như thế này thì thường trên mâm có khoảng 2 món canh. Chúng ta sẽ dùng cái bát tô, trước mặt các bạn là một cái bát tô miệng hoa được làm rất là cầu kỳ. Cái bát loe như thế này thì cũng khá là tiện khi dùng, bê nó sẽ không bị nóng. Và cái canh đựng ví dụ những cái món mà có xương hầm chẳng hạn, nó sẽ chứa được rất là nhiều. Đấy. Bên cạnh đó thì cũng không thể thiếu những cái bát gia vị như thế này, rất là xinh xắn. Những cái khay gia vị hai ngăn cực kỳ là tiện, có thể là dùng được rất là nhiều loại gia vị ở trên bàn ăn. Đấy, và những chiếc bát gia vị được làm có chuôi, có tay cầm như thế này thì nó sẽ không bị dây cái nước mắm hoặc là gia vị lên tay của người sử dụng, rất là lịch sự. Đấy. Và một số những cái đồ khác như, các bạn có thể xem thêm ở trên bàn ăn, nhưng mà để có một cái bộ bàn ăn tương đối đầy đủ cho 6 đến 10 người dùng thì chúng ta cũng chỉ bỏ ra khoảng đâu đó trên dưới 2 triệu đồng, mà
theo tôi với cuộc sống bây giờ, mọi người có thể bỏ ra đến 4-5 triệu để mua một chiếc áo hàng hiệu, nhưng mà để sắm một cái bộ đồ ăn hàng hiệu để dùng trong một vài chục năm thì nó cũng chỉ bằng một nửa chiếc áo thôi. Thì tại sao chúng ta không đầu tư cho gia đình một bộ đồ ăn đầy đủ như thế này mà giá trị sử dụng lại được rất là lâu dài? Thì nếu mà thầy có nhu cầu sắm một bộ đồ ăn thì xứ Phúc Thành cũng đang có một cái chương trình tri ân trong dịp Tết. Một bộ đồ ăn như thế này sẽ có giá khoảng đâu đó trên dưới 2 triệu và sẽ được tri ân cho thầy khoảng 10%. Đấy là cũng là một món quà để xứ Phúc Thành gửi đến quý khách hàng, mong muốn quý khách hàng được sử dụng những sản phẩm chất lượng cao, có tính thẩm mỹ và có tính văn hóa của người Việt. Kính thưa thầy, cái bộ đồ ăn của người Việt, cái bộ đồ ăn xứ Bát Tràng nói riêng và của người Việt nói chung, thì theo tôi thấy nó không chỉ có giá trị về mặt sử dụng mà nó còn có những cái giá trị về văn hóa nhất định. Ví dụ thầy có thể bày một mâm cơm, mâm tiệc tiếc đãi những người bạn, thì thông qua cái sự chuẩn bị chu đáo đó, những người bạn, những quý khách của thầy có thể cảm nhận được là cái sự những cái tình cảm mà thầy muốn gửi gắm đến quý khách của mình. Thì thầy có thể chia sẻ thêm tại sao đối với văn hóa người Việt lại thường chuẩn bị một mâm cơm gọi là mâm 6 hoặc là mâm 10 được không ạ? Thưa quý vị, trong nhiều đời của văn hóa Việt Nam của chúng ta hiện nay, từ xa xưa các cụ có nói rằng lời chào cao hơn mâm cỗ. Và cái lời chào đấy nó được thể hiện một cái điều rằng mâm cỗ có cao đầy đến mấy thì nó sẽ thể hiện được cái tinh thần và tri ân đối với những bậc bề trên. Và trong đó gia đình của chúng ta có ông bà, cha mẹ, cho nên cái mâm cơm của chúng ta có thể hiện sự hạnh phúc, ấm no. Nó cũng được thể hiện là khi mà chúng ta có một mâm cơm tròn đầy bởi vì một cái tâm thức của người Việt là có kính trên, nhường dưới. Và cũng xin cảm ơn chia sẻ của nghệ nhân gốm Phúc Thành cũng đã cho tôi được một cái điều tuyệt vời, và tôi cũng sẽ sắm một cái bộ thật là đầy đủ để mang về với gia đình của mình. Kính thưa quý vị, tại sao người Việt của chúng ta lại ngồi mâm 6 và mâm 10? Mâm 6 ở đây để nói đến sự tròn đầy, và nói đến cái sự đó là số 6 biểu thị cho lục, mà biểu thị cho lộc, và nó mang lại những cái tài lộc, tài quý, và mang lại những cái cát vượng cho gia đình ngồi ấm êm khi mà chúng ta ngồi 6. Và nhắc đến ngồi 10 là chúng ta thể hiện đó là gì ạ? Thập toàn. Con người ai cũng phải mong là chúng ta có đầy đủ sự tròn mãn viên, có thể mang lại những cái gì mà tốt nhất. Cho nên cái số 10 cũng là cái số mà mang lại đỉnh cao trong cuộc sống. Vì vậy là số 6 và số 10 khi chúng ta ngồi bàn ăn là bàn tròn hay là bàn vuông đều thể hiện sự gì ạ? Tài lộc, phú quý, vinh hoa và cát tường cho mỗi gia đình. Và chúng ta thấy rằng thông qua những cái sản phẩm của những nghệ nhân tại làng Bát Tràng và đặc biệt là gốm xứ Phúc Thành cũng nó mang lại một cái điều truyền cảm cũng như là truyền thông đến tất cả quý vị là một món mâm cơm có đầy đủ là thể hiện gia đình có ấm êm, món có ngon, canh có ngọt, nhưng bộ đồ của chúng ta dùng cũng phải xứng tầm và xứng đáng. Đây là một cái bộ đồ mà tôi thấy rất là ý nghĩa, không chỉ để trưng bày đẹp mắt mà còn mang lại ý nghĩa đối với gia đình. Hãy nhìn vào những cái bát, nhìn vào những cái đĩa cũng thể hiện được người con dâu trong gia đình có đảm đang hay không, nhìn sang gia đình đó có được ấm no hay không. Vì vậy quý vị hãy sắm cho mình một cái bộ đồ ăn gốm xứ Phúc Thành để mang lại những điều tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn thầy đã nhận lời mời tham gia chương trình về tìm hiểu về gốm xứ Bát Tràng, và xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.